Hôm nay là thứ bé, em nó cũng nghỉ hẹp nên nó cũng tranh thủ nó thả lương. Tôi và các bạn cùng theo chân em ấy. Đi cái cây này, đi cái cây này, đi cái cây này. Cái cây nó ngã này. Sáng đẹp kìa hả? Nó đi cái cây này, nó khói lúc. Thả hoài thôi mà cần thì chung vô sau. Cá thúi quá hả? Bụng quá. Nó uống cái mùi cái nó ra gì đâu. Bước bước vô treo mà thôi, có con cá lép nào lớn lớn chỗ ở đầu nữa. Nó trẻ đấy. Trời trời trời. Cá rùa cá gì? Đến mưa đây lúc là thằng vô đúng là thằng vô được một bách nè, lấy cày thấy nó lấy cày chọc 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 cho nó chạy ra ngoài trống, chạy ra ngoài trống cho bác. Nó chạy ở đây mình phì hí hơn chứ, mình có khúc cây rồi nãy mình đứng không cây rồi. Mưa sinh thuộc không. Nhân đây em cũng xin cảm ơn những người đã vào xem và những người đã vào đăng ký kênh ủng hộ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay nó đánh quá, nó ché hết lúa. Càng mưa, càng ông trời để trời mưa. Hôm nay là thằng em tôi Sài Gòn về nó chơi nó theo.